Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới mọi người combo bộ đôi sản phẩm, đó chính là combo tiền motor điện lên xuống kính của Hoyin. Hoyin anh em nhé. Hôm nay gửi cho khách rất là hai vế, vế lái và vế phụ. Đây anh em này, đây chính là cái khung khung combo này. Đây là phần motor của cái dòng Howin này, nó tương đương với dòng ổ vồ đấy ạ. Nó là sẽ sử dụng điện 24V. Đây là những cái bánh răng ăn khớp vào với cái bánh răng của dòng của cái motor này, giúp kính chuyển động theo ý muốn. Đây là cái rắc rắc điện của motor này. Đấy. Hàng xịn anh em nhé. Đây có mã số dập trên thanh răng luôn. À, thanh combo luôn này. Đấy. Hai màu này là để cho dễ phân biệt nhất. Đấy, đây là 4 điểm, hai phần trên, hai phần dưới để chúng ta bắt vào cái bên cánh cửa này. Đấy. Thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái combo lên xuống kính hai vế của Howin. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.